Toàn tỉnh hiện có 312 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm hơn 60% tổng số hợp tác xã. Các hợp tác xã nông nghiệp có trên 3.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 người. Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân của thành viên lao động thường xuyên ước đạt 4 đến 4,5 triệu đồng một tháng, góp phần vào thực hiện công tác giảm nghèo ở khu vực nông thôn. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đẩy mạnh hướng dẫn, tư vấn các hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tổ chức sản xuất chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm,